Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với EVFTA in 3 minutes. EVFTA in 3 minutes là một chuỗi series các phỏng vấn nằm trong chiến dịch EVFTA for All được khởi xướng bởi Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Trong mỗi tập của series, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ các chuyên gia và phỏng vấn họ dưới dạng hỏi nhanh đáp gọn về những thắc mắc xoay quanh EVFTA. Và trong tập đầu tiên của series này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề bạn sẽ được hưởng những lợi ích gì khi hàng hóa từ châu Âu nhập khẩu vào Việt Nam được miễn thuế. Nào, chúng ta hãy cùng đi gặp nhân vật của ngày hôm nay. Let's go! Xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Thu Trang đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa bà có thể chia sẻ về những lợi ích cụ thể mà EVFTA sẽ mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam không ạ? Với tư cách là người tiêu dùng thì tôi rất là quan tâm đến cái hiệp định này, bởi vì là tôi nhìn thấy có rất là nhiều lợi ích từ đây. Tôi sẽ có được cái nguồn hàng phong phú hơn, hàng hóa mà nó chuẩn chỉnh hơn, mà tôi không phải phức tạp để đi mua vòng vèo qua nhiều đường khác nhau. Đặc biệt là tôi có cơ hội để mua được giá hàng ở châu Âu với cái giá hợp lý hơn. Ví dụ như chị em phụ nữ chúng ta thì thời trang hay là túi sách hay là lưu phụ kiện từ châu Âu thì có lẽ là chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn nữa. Không chỉ chị em chúng ta đâu, kể cả các ông cũng như thế thôi. Sẽ có những cái mặt hàng mà người tiêu dùng ngay lập tức sẽ cảm nhận được cái lợi ích của nó. Ví dụ như là giày dép chẳng hạn thì không chỉ các chị quan tâm đâu, các anh cũng rất là quan tâm. Hay là các cái loại máy móc, thiết bị, ví dụ máy ảnh hay công nghệ, các cái loại như vậy. Theo bà thì thuế giảm thì giá của các sản phẩm châu Âu và Việt Nam cũng có giảm tương ứng không ạ? Thuế mà giảm thì ngay lập tức chúng ta sẽ nghĩ đến một cái tiếp theo, đấy là giá theo thế nó cũng giảm đi. Thế thì thuế giảm ở trong cái hiệp định này nó có hai dạng. Một là giảm ngay, tức là ngày 1 tháng 8 vừa rồi ấy, khi mà hiệp định có hiệu lực là thuế nó đã xuống 0% rồi. Một dạng thứ hai là xóa bỏ thuế dần. Mà chúng ta hay quen nghe thấy là gọi là xóa bỏ thuế theo lộ trình ấy. Xóa bỏ thuế trong 3 đến 10 năm có thể hiểu là như thế nào? Và điều đó có phải có nghĩa là người tiêu dùng Việt Nam sẽ được hưởng lợi theo lộ trình không ạ? Xóa bỏ thuế theo lộ trình ấy có nghĩa là sẽ cắt giảm dần đều theo số năm ở trong lộ trình. Đến cái năm mà tiếp theo hết lộ trình thì là thuế sẽ bằng 0%. Thì đây nha, mình lấy một cái ví dụ là đối với cái sản phẩm này, từ cái mức thuế cơ sở là mức hiện nay đang là 16% chẳng hạn, mình sẽ giảm dần dần mỗi một năm, trong 7 năm thì là mỗi một năm sẽ giảm 2%, sẽ giảm dần, đến năm thứ 8 là sẽ thành 0%. Và những sản phẩm mà nó có giá trị lớn thì 2% thôi cũng đã là rất nhiều rồi đúng không? Vâng, và những cái sản phẩm mà hiện nay cái thuế cơ sở nó đang rất cao thì cái mức giảm thuế nó cũng sẽ cao tương ứng. Như vậy là người tiêu dùng vẫn được hưởng lợi qua mỗi năm mà giảm. Đúng thế, đúng thế, đối với gần như là toàn bộ biểu thuế. Một lần nữa rất cảm ơn những chia sẻ của bà ngày hôm nay. Có thể thấy là người tiêu dùng chính là đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất từ EVFTA, đặc biệt là về giá khi hàng hóa châu Âu và Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu. Hy vọng rằng cuộc phỏng vấn ngày hôm nay đã giải đáp được phần nào thắc mắc của các bạn về hiệp định này. Nếu các bạn có thêm bất cứ câu hỏi nào, hãy để lại comment ngay dưới video này. Xin chào và hẹn gặp lại!